các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày mùng 9 tháng 1 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin kỷ luật ủy viên bộ chính trị Đảng thừa nhận suy thoái. Hai vị bí thư của hai thành phố lớn nhất của Việt Nam vừa bị Đảng đưa ra đề nghị kỷ luật về những sai phạm lớn của những ông này trong thời gian công tác và hiện tại. Báo chí quốc tế đã đăng tải về vụ việc bí thư thành ủy Hà Nội và cựu bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bị đề nghị xem xét kỷ luật. Đây là hình ảnh ông Hoàng Trung Hải phía bên trái, bí thư thành ủy Hà Nội và ông Lê Thanh Hải, cựu bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét kỷ luật. Hai nhân vật nổi tiếng từng nắm những chức vụ quan trọng, đầy quyền lực của Việt Nam đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị xem xét kỷ luật. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị và ông Lê Thanh Hải, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bị đề nghị xem xét kỷ luật vào hôm 8 tháng 1 năm 2020. Và đây là một điều rất đặc biệt vì cũng từ lâu khi trước đây ông Đinh La Thăng cũng là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Sài Gòn cũng đã bị đưa ra Hà Nội và sau đó nhận án kỷ luật và vào tù. những vị bí thư của Đảng Cộng sản này đã làm mất hàng nghìn tỷ đồng ngân sách của nhà nước và đẩy hàng nghìn gia đình người dân Việt Nam vào cảnh sống khốn cùng. Đây là cận cảnh dự án gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 đang đắp chiếu đã làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng tiền ngân sách nhà nước. Đây chính là số tiền mà người dân đã phải đóng góp chắc chiêu mới có được. Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật ông Hoàng Trung Hải tại kỳ họp lần thứ 42 của Ủy ban này vào ngày mùng 3 đến ngày mùng 8 tháng 1 năm 2020. Trong kỳ họp trước đó, từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 12 ở Hà Nội, Ủy ban kiểm tra các đã đưa ra các dấu hiệu vi phạm đối với ban thường trực Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam. Kết luận của Ủy ban là Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty thép đã thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, giám sát đúng mức để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng khi thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của công ty gang thép Thái Nguyên Thisco 2. Và để gần lại các bạn thấy hình ảnh rất rõ, những khối thép đã bị hoen rỉ và tổng trị giá toàn bộ khu vực 2 của công ty gang thép Thái Nguyên Thisco 2 là nhiều nghìn tỷ đồng và bây giờ đang nằm đắp chiếu và ngày càng rỉ xét. Và không thể sử dụng được vì sử dụng những công nghệ lạc hậu của Trung Quốc và khi sản xuất sản phẩm ra cũng không thể cạnh tranh được với những mặt hàng cùng loại trên thị trường và những đường dây ma quái móc nối giữa chủ doanh nghiệp và quan chức chính quyền cũng đã gây ra mất mát công quỹ rất lớn và nhiều tệ nạn mà người dân đang phải gánh chịu trong cả nước liên quan đến vụ giám đốc công ty thương mại và dịch vụ Nhật cường đang bỏ trốn bên lề cuộc họp vào ngày 11 lần thứ 11 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 15. Trao đổi với báo chí về sai phạm liên quan đến đấu thầu gói thầu số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã cho biết thêm. Thành phố đang hợp tác với cơ, 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 với các cơ quan điều tra, còn việc kết luận sẽ do cơ quan điều tra thực hiện. Ông nói thêm, thực tế các phần mềm cung cấp dịch vụ công cấp độ 3, 4, đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, đăng ký cơ mạng vẫn hoạt động bình thường. Thành phố phải có các bộ phận quản trị việc đó, ông Hải đã nói. Và với hình ảnh này các bạn thấy các phóng viên đang vây quanh uh, ông Hoàng, Hoàng Trung Hải và điều này đang dấy lên uh, những cái dư luận rằng ông sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian tới khi bị kỷ luật. Bên lề cuộc họp, trước câu hỏi của phóng viên liên quan đến một số cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vừa bị bắt giam, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị chờ cơ quan điều tra kết luận. Hiện nay, ông Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường, Giám đốc Công ty Giải pháp Phần mềm Nhật Cường hiện đang bị truy nã và đã bỏ trốn. Các quan chức thiếu năng lực, thừa lòng tham của Đảng Cộng sản Việt Nam đã leo cao, chui sâu vào trong bộ máy của Đảng và Nhà nước Việt Nam từ rất lâu. Đây là hình ảnh Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đang tiếp đón và gặp gỡ một số quan chức cấp cao trong Đảng của ông. Từ tháng 12 năm ngoái, Ủy ban kiểm tra đã đề nghị xem xét kỷ luật ông Hoàng Trung Hải vì những vi phạm, khuyết điểm khi cho một số ý kiến chỉ đạo với dự án Thisco 2. Ủy ban kiểm tra cho rằng những vi phạm của ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam, ban cán sự Đảng Bộ Công Thương và nhiều lãnh đạo trong đó có ông Hoàng Trung Hải đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng đến mức phải xem xét kỷ luật. Và hàng nghìn hộ dân đã bị các quan chức của Đảng Cộng sản dùng những chính sách của mình đẩy ra khỏi nhà. Họ đã phải chịu cạnh màn trời chiếu đất để họ đã chiếm đoạt và thao túng đất đai của nhân dân. Đây là hình ảnh cựu bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải đã rơi nước mắt khi nhắc đến ông Võ Văn Thưởng khi ông Thưởng được điều ra Hà Nội. Trong khi đó, ông Lê Thanh Hải, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bị nêu đích danh là người phải chịu trách nhiệm chính về những sai phạm, khuyết điểm trong quá trình thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới ở Thủ Thiêm. Ông Lê Thanh Hải, sinh năm 1950, đã về hưu từ năm 2016. Ông nắm chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trong gần 10 năm và trước đó là Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. nhà cửa và sinh kế của hàng nghìn ngựa hộ dân cũng đã bị các quan chức của chính quyền cho cưỡng chế đập bỏ khi chưa có thỏa thuận với người đang sinh sống ở đây. Đây là hình ảnh căn nhà của bà Nguyễn Thị Giáp, 78 tuổi, tại phường Bình An, nằm khuất sau một căn khác đã bị giải tỏa với những bức tường nham nhở. Bà cho biết gia đình đã nhiều năm qua liên tục gửi đơn thư tới các cơ quan chức năng nhằm chứng minh phần đất của mình không thuộc diện quy hoạch và quyết không tái định cư. Và đây là một trong những khu vực mà đang rất nóng tại thành phố Hồ Chí Minh. Thông cáo ngày 8 tháng 1 của Ủy ban Kiểm tra nêu tên nhiều lãnh đạo cấp cao của thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2010-2016, đứng đầu là ông Lê Thanh Hải đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm gây hậu quả rất nghiêm trọng làm thiệt hại tiền và tài sản của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống của một bộ phận nhân dân thành phố, gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét kỷ luật. Và tiền đền bù đất đai đã quá rẻ và người dân ở thành phố Hồ Chí Minh không thể chấp nhận những ngang trái này và điều này không phải chỉ diễn ra ở phía Nam mà cả trong cả nước. Đây là hình ảnh căn nhà 8AB Lương Đình Của, phường An Khánh nằm trên diện tích đất rộng 5.000 m2 của gia đình ông Trịnh Bằng Thái Bằng bị ngập nước phía trước đến cổng chính đóng kín nhiều năm nay. Vào thời điểm quy hoạch, giá điện bù chỉ gần 200.000 đồng một mét vuông. Chúng tôi không thể chấp nhận được, chủ khu đất này cho hay. Chị Nguyễn Thị Nhã Khánh ở phường Bình An thì cho biết, chồng bà là anh Nguyễn Huy Hoàng hơn 10 năm qua nhiều lần ra Hà Nội để chứng minh phần đất của mình không nằm trong diện quy hoạch. Trước đây khu vực này có trường học, trạm y tế, điện nước đầy đủ, nhưng mấy năm trước đã bị phá bỏ nên cuộc sống của những người còn lại gặp rất nhiều khó khăn. Chị đã cho hay như vậy. Và đây là những khu đất đang bị giải tỏa và quy hoạch treo mà chưa có đền bù cho người dân và đã dẫn đến việc hàng nghìn căn hộ ở đây đã phải sống màn trời chiếu đất như vậy. Và thể chế độc đảng, độc tài theo chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam là nguồn cung cấp vô tận các loại hình tham nhũng từ xã đến huyện, tỉnh Trung ương. Chiến dịch đốt lò của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn không thể đẩy lùi được vấn nạn tham nhũng của các đảng viên Đảng Cộng sản. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong một phiên họp gần đây của Ủy ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tại Hà Nội. Cùng với hai ông Hoàng Trung Hải và Lê Thanh Hải, nhiều lãnh đạo cấp cao của thành phố, ban thường vụ thành ủy, lãnh đạo các công ty liên quan cũng bị kỷ luật hoặc xem xét kỷ luật. Từ năm 2016, sau khi được bầu lại tại đại hội đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đẩy mạnh cái gọi là chiến dịch đốt lò, tăng cường kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng đối với nhiều quan chức cấp cao. Và tất nhiên đảng luôn đưa ra các con số vài chục vụ tham nhũng, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ và quyền hạn điển hình để đưa ra xét xử và sau đó tung lên báo chí nhà nước. Nhưng thực tế thì căn bệnh trầm kha này của Đảng Cộng sản đã bị ăn sâu vào trong xương tủy của hệ thống. Đây là hình ảnh ông Trần Quốc Vượng, thường trực ban bí thư, người rất có khả năng sẽ được thay thế ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi hết nhiệm kỳ. Cách đây 2 ngày, tại một hội nghị trực tuyến toàn quốc hôm 6 tháng 1 năm 2020 Ông Trần Quốc Vượng, thường trực Ban Bí thư kêu gọi Ban Nội chính phải xử lý dứt điểm các vụ tham nhũng nghiêm trọng và đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Theo hội nghị này thì trong năm 2019, Ban Nội chính đã tham gia chỉ đạo xử lý 55 vụ việc, 67 vụ án tham nhũng kinh tế được dư luận quan tâm và đã được xử lý, trong đó đã kết thúc chỉ đạo xử lý 17 vụ án và 32 vụ việc. Thì như vậy với những cái số lượng này thì như muối bỏ biển. Với việc ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mang chiếc lò của mình từ bắc vào nam để đốt các đảng viên, nhưng thiếu cơ chế giám sát của tam quyền phân lập và một thể chế dân chủ tự do thì hiệu quả răn đe đối với 4 triệu đảng viên của ông là rất thấp và khó duy trì. Hãy mạnh dạn chuyển đổi sang thể chế văn minh, dân chủ để trên 90 triệu người dân Việt Nam sẽ thiêu đốt những kẻ tham nhũng ăn hối lộ bằng chính ngọn lửa pháp quyền. Đó mới là điều quan trọng. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa thầy báo.d ngày hôm nay thứ năm ngày mùng 9 tháng 1 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook thầy báo.d để nhận được những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.